Tụi này mới ghé tới khoa phức hát phát tưởng tưởng khoa phức hát phát là mở cửa, nó có đồ ăn tới ghé đó ăn ủng hộ mà, nhưng mà thấy chưa có mở chưa hết, cho nên bây giờ tụi này mới tới Kim Sơn Buffet. Đây là cái buffet Việt Nam á các bạn, mà lớn nhất của nước Mỹ luôn á. Mình không thấy, mình không nghĩ là có ở nước Mỹ này mà có cái buffet Việt Nam đó, đặc biệt là buffet Việt Nam nha, mà lớn như Kim Sơn này như vậy nha. Thì bây giờ mình vô ăn, mình ăn thử nha các bạn, mình xem coi nó có gì trong đây. Cái con đường cái bao le này công nhận là nó vé đi activity quá trời ha, nó là sôi náo nhiệt ha, rất là sôi động náo nhiệt luôn, nó đồ ăn đồ uống là thôi. Đây bởi vì ở đây nếu mà ai mà bận rộn đâu cần phải nấu ăn uống gì đâu. Mình đó hả, bây giờ mình ở đây phải không? Ừ, vô đây Kim Sơn, vô. Ở bên kia có phở ngon nữa kìa. Phở dở đấy, thằng Nga. Cái đó phở dở đó bố. Mèo vô. Đây là sợ nhất là cái chỗ đậu xe thôi, mình sợ không có thôi mà. Mà đây các bạn ơi. Công nhận Houston này đất đai nó rộng chứ nhiêu. Ừ. Ủa mình nói cái hàng cây palm chứ là cũng đẹp rồi. Kim Sơn đây là của nó hết luôn đó hả? Ừ. Bên khu này của nó hết luôn đó. Đúng rồi. Yeah. Sài Gòn, Houston Plaza của nó luôn hả? Dạ, yeah, cái đó là chủ nó. Ủa bên đây cũng có phở 54 này cả. Phở 54 cũng được. Phở điện ngày xưa đó đó. Oh. Phở điện nó start ngay đây nè Hương. Phở 54 cái xong cái nó bán lại á. Rồi, bây giờ nó tới cái khu Kim Sơn này nè các bạn. Rồi, đó. Are you ready? Yes. Ethan, you ready to eat? Yes. Are you hungry? Yes. Bên đó là Kim Sơn đó, mình phải đậu bên đây mới qua bên đó đó. Bên đằng trước mình đó là đây là con đường Bel Air đó các bạn. Trời ơi, nhà hàng Việt Nam mình nó như là bao la luôn đó, quá chưa. Bây giờ đi ăn nha. Ở đây nè, đói bụng chưa? Chưa. Dạ chưa hả? Ok. Rồi giờ mình tới Kim Sơn nha các bạn. Hả? Đói bụng rồi, buồn quá bay. Dạ cô tới rồi. Christmas mà mở cửa nè. Mở nghe nè. Đó, ở đây. Ở đây họ mở cửa nè. Thứ hai này lunch nè. Thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, thứ bảy, chủ nhật luôn á. Nên là ăn trưa về đi nè. 5 giờ, 9 giờ. Còn lunch thì 11 giờ tới 3 giờ. À, ngay ngày Christmas luôn nè. Now let's go. Oh, they're just hanging. Is that a line? You have to put your name in. Yeah. Oh, okay. Cứ tự nhiên như người Hà Nội, chửi nó không hết. Oh, cái line nó cũng dài quá hả? Nhiều người đợi quá hả? Ở đây buổi trưa là 11 giờ sáng tới 3 giờ trưa nè. Người lớn á 10 tuổi hơn á là 17 đồng 50 sen. Người senior là người lớn tuổi á 65 tuổi trở lên á 16 đồng 50. Con nít 3 tuổi 9 tuổi là 12 đồng 95, còn con nít mà dưới 2 tuổi là free. Còn buổi tối á thì nó mắc hơn nữa các bạn, 27, 25, 16. Con nít mà dưới 2 tuổi là free. Thứ ba đóng cửa. Này là thứ bảy chủ nhật và cái ngày lễ nè. Ngày lễ thì nó all day luôn. Nếu mà cái nào mà ai mà đi 6 người hơn á thì nó sẽ tính tiền 18%. Nó tự tính vô trong cái bill mình là 18% tiền thiếp á. Đây ở cái sảnh này nè các bạn. À, cháu tôi nè. Chất độ của mình á. Thì bây giờ mình đợi nửa tiếng nha, đợi nửa tiếng rồi. Đi quá chừng người ta đợi đi các bạn. Ủa mày Hiếu với Quyên ăn ở đây rồi phải không? Ăn ở Kim Sơn này. You've been here before, right? Okay. So how's the food? It's good. Good? Yeah. Okay. So they have Asian and they have American food, you know, right? They have different sections? Yeah, they have some American food around. Okay. Để đợi cái chợ đông luôn đó các bạn. Các bạn đang qua thì người đợi. Chắc đợi phải nhất tiếng rưỡi ạ. Wow. Rồi thì ở đây vui Việt Nam vậy á.
À, hai bạn đang của mình hả? Ok, rồi. Mình đợi hoàn chừng nửa tiếng rồi các bạn. Các bạn là thứ mấy? Năm thứ sáu à? Được không? Được. Các bạn đợi là thứ mấy? Đợi lần thứ hai. Lần thứ hai, còn Thảo nhiêu là thứ mấy? Thứ ba. Thứ ba đúng rồi hả? Con là thứ mấy? Đây, đây nè, anh là kiểm soát là thứ mấy? Maybe like 10 lần. 10 lần, còn Hiếu là thứ mấy? I would say 7. 7 hả? Rồi, vậy là phía mày đúng không? 7 đúng không? No, she live here. I used to work here. Oh, wow. Cô thực kỹ đây là lần đầu tiên nha các bạn. Ai cũng 2-3 lần là đầu tiên á. Bây giờ mình đi review đồ ăn nha. Bánh chấm bò, shrimp, mushroom, tôm, dồ nấm, cà ri chanh chép. Có ốc thủ xả, người nghêu xào, tàu xì, cua rang muối. Đây nó có tôm sốt mù tạt rồi heo xào tiêu đen, rồi hủ tiếu xào sa tế, gà xôi chiên nè, há cảo, xíu mại. Cơm chiên thập cẩm đây. Rồi, xíu mại. Bánh khọt nè, bánh xèo. Đây nó có loại cuốn. Bánh xèo tự lấy hay sao chị? Bánh bèo, bánh ít chần, bánh tẩm, bánh tẩm bì, bánh đúc. Cái này bên đây của mình là ở Sài Gòn. Phở để làm đây hả? Ờ, phở bên đây hả? Ờ, bên đây nè. Ờ, đây nó có cái năm vàng, mì thập cẩm, bún bò Huế, hành thánh, tôm thịt, cháo lòng nè. Ờ, mình muốn ăn phở hay là gì mình order đây nè các bạn. Bây giờ mình order cái bún bò Huế để ăn trước nha các bạn. Thank you. À, tôi bún bò Huế nè. Wow, nhìn hấp dẫn nha. Có chanh bên đây. Bên đây có mắm tôm nè. Bún bò Huế nha, đây à, nghêu nè. Rồi ốc đã chưa? Rồi có lý chưa? Ốc hương đó. Rồi cua. Trời ơi. Há cảo. Rồi cua này về đây mực nè. Rồi rau rồi. Rồi nghêu quá trời đã rồi, ốc hương nè. Đã chưa? Mình phải công nhận luôn đó, đây là cái buffet mà đầu tiên luôn đó mà mình ăn mà có Việt Nam đồ ăn như vậy á các bạn, có phở, có bún bò Huế, đúng là thuần túy Việt Nam luôn ha, đúng là thuần túy Việt Nam luôn đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái bún bò Huế trước nha, xem phải nó ngon không nha các bạn. Bún bò Huế này ngon, nó thơm các bạn, ngon thơm, xem ốc hương coi nó ngon không nha. Rồi bây giờ mình ăn bún bò Huế xong rồi các bạn. Bây giờ mình ăn thử tới cái ốc hương nha. Ốc hương thì hấp dẫn quá. Rồi cái nước mắm này đã chưa, nó mắm gừng á. Quá đã luôn. Rồi rồi đã chưa. Wow. Thôi. Rồi cái đầu này có cái miếng mình lấy ra thôi. Bây giờ mình chấm vô cái nước mắm gừng nè. Wow man ơi. Cái ốc hương nó thơm với nhau quá à. Nó thơm với cái mắm gừng nó làm ngon à. Mắm gừng nó làm ngon. Nó làm quá ngon luôn á. Lấy cái miếng này ra thôi.
mình chấm vô nó mắm gừng. Nó ngon. Vậy hàng gì cái nhà hàng ở đông là vậy á. Nhà hàng ở đông là vậy ha. Ông Hương ngon đến sợ luôn á. Này anh nhùng uống có miếng đồ uống là ngon ha. Anh cũng có Huế hả? Quên quên anh gì? Cá lòng, trời ơi, cá lòng ngon không? Ngon phải không? Trời, dữ lòng thì hấp dẫn chưa? Rồi đây là anh gì đây? Bánh bột chiên, trời. Cái bao giờ cái bao giờ mới làm chiếc mình hết rồi. Mình là hai dĩa lớn luôn nè. Cần quá trời thì khó. Sao được không? Đi sớm sớm vậy. Không ăn nữa hả? Cái này gì vậy con? Cái này gì vậy? Cái này là chè khoai môn. Rồi. Chè trái cây. Rồi. Chè đậu, chè ba màu. Rồi. Cái này là chè bí đao. Okay. Chè phai xanh. Chè chua nước chứ là chè đậu đỏ, chè đậu trắng. Chè đậu đỏ trắng hả? Rau câu, keo bồ nè. So far là đồ ăn rất là ngon nha. Mình ăn xong cái bún bò Huế rồi. Mình ăn xong mua cái dĩa đó. Mình cái dĩa ốc hương này rồi á các bạn. Rất là thơm, rất là thơm. Nhưng mà lâu lâu quá chỉ có 1-2 ba con thì mình thấy nó hơi bị thúi nha. Nên mình phải ăn cẩn thận. Nhưng mà còn lại thì rất là tươi. Cái mắm này, mắm gừng này nó là pha rất là ngon luôn. So far là mình trà xanh này mình uống rất là thơm các bạn. Bây giờ tới là mình ăn cái nghêu nha các bạn. Ăn nghêu đó. Rồi, thật ra nghêu thì nghêu thì nó hơi lạc lạc. Bây giờ nó không có vừa đủ ăn lắm, hơi lạc. Cho nên khi mà các bạn ăn, các bạn muốn chấm vô cái bấm gừng này ăn cũng được. Ngon không? Ngon quá. Ngon hả? Có chè vậy con đi. Được không con, làm ngon không? Ngọt lắm không? Có làm ngọt không? Ngon. Vừa lắm không? Coi như chỗ này là mình lấy đĩa chén đây. Mình xếp hàng. Ở đây dĩa này dĩa cải lang nè các bạn. Đó. Cải lang nó xào tỏi. Rồi cái đậu cua ve này là cũng ngon lắm. Nó xào tỏi ớt á. Chào bí đao này nha. Trời ơi, ngon quá ha. Rồi, nó thơm mới sợ luôn đó. Nó không có làm ngọt lắm các bạn. Nó làm vừa tới thôi, không ngọt lắm. Ừ, trời ơi, nó thơm quá ha. Chà bí đao mà con nó gọi là chà bí đao hả? Ừ, cho con cái nước này ngon nè. Mê nước này á. Cá lòng. Giờ chắc quậy phải không? Mày ăn thì coi ngon hay không? Còn ăn này là gì đây? Bún riêu hả? Ủa tao thấy nó có bún riêu đâu phải không? Bún riêu, có bún mắm rồi mà. Có bún mắm nữa hả? Mày ăn được bún mắm không? Được. Ok. Cái gì cháu lòng ơi. Rồi cháu lòng á. Đó trong lòng. Rồi cái này mình hấp dẫn rồi đó. Mình hấp dẫn rồi đó vô. Cho mình thử ra vừa không? Ăn ngon không? Ngon hả? Vừa ăn đúng không? Rồi. Rồi. Cái lần cho khó tính nè, khó tính anh thử coi. Ngon. Ngon. Ơi mạng, tao lỡ cho nhiều mắm. À vậy hả? À, khó tính mà nó khen là biết rồi đó. Khó tính là nó khen là biết rồi đó. Quá trời người xếp hàng để lấy đồ ăn nè các bạn. Cái đông không? Cái hàng line nó dài dễ sợ luôn á. Cho nên muốn ăn gì phải lấy trước hết. Cá lòng rồi chứ. Cá lòng. Dạ, thank you.
gọi cái tô cháo lòng, bên kia khách ăn nói ngon quá. Cháo lòng giò cháo quậy nè. Mình bắt mình bỏ miếng chanh. Trời ơi, lòng quá trời luôn. Làm cũng nhận làm thơm ghê các bạn, làm thơm mà vừa ăn luôn. Tôi cháu lòng hết luôn rồi các bạn. Trời ơi, đây là dĩa thứ tư rồi đó các bạn. Còn đóng vườn thì thơm cũng ngon quá, thì ngon luôn. Còn đóng cuối cùng nữa. Rồi đó, ngon quá mà ngán rồi đó. Bốn dĩa thấy đấy ngắm khoái rồi. Cho con tôi bánh riêu đi con. Đó, bên đây múc bún xong rồi đem bên đây. Qua đây thì cái chỗ này chưa có múc nước vào. Đó, tất cả các nước lèo nằm đây. Cháo lòng thì họ bỏ lòng rồi giá vậy đó. Riêu đó. Dạ, yeah, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ tô này tô bún riêu nha các bạn. Bây giờ mình thử xem cái bún riêu nó ngon hay không nha. Cái rau này ăn quá trời luôn, ăn không nổi nữa. Sợ mình ăn no quá là không có làm được riêu với món khác được cho các bạn đó. Rồi, giờ bún riêu nha. Rồi những cái món mà thông thường các bạn hay ăn đó là cháo lòng, bún bò Huế với bún riêu ăn ở đây. Còn các bạn có mì Quảng nữa. Mà mình chắc nghĩ không ăn nổi được riêu với đó món đó rồi. Vậy hả? Không có ngọt lắm. Rồi. Chè chứa nước á, ở đây tụng ngoài chè ha. Quá trời chè luôn. Nước, chè khoai môn, chè đậu trắng. Vậy đi nó lấy bánh khoai môn chè. Bánh khoai môn đây nè. Nè bánh khoai môn nè. Cái đó không khó lắm, nó cái trong phòng nè. Ngon không? Bánh khoai môn đó. Cái này nó giống như là bánh da lợn nha, mà nó cắt miếng miếng khoai môn mỏng mỏng đó để ăn giữa đó. Ngon lắm. Còn chè trên nước à, ngon không? Nó có gừng, có mè trắng. Không có ngọt. Không có ngọt bánh mềm lắm. Chè bà nội cũng ăn. Mặt lắm không? Bơi được quá hả? Ok, vừa tới. Không có làm gì mọc đó. Rồi, bây giờ mình ăn bún riêu nha. Huyết nha. Huyết thì nó mềm thế sợ luôn nha. Rồi công nhận cái bún riêu này á. Mà ăn bún riêu chưa? Bún riêu ngon lắm không? Rất là thơm nha, bún riêu á. Ngon. Nước thơm không? Ngon, đó, nó có hít đấy kìa, thấy đây, hít nó hít của đây rất là mềm nha các bạn. Ha, vừa ăn ha. Vừa ăn đừng có bỏ mắm, cho nên bỏ mắm thì nó mặn. Mặn nó cho nên bởi vậy anh đâu có bỏ mắm đâu, đó. Bánh đúc. Bánh đúc, rồi. Đây là bánh tằm bì. Bánh tằm bì, rồi. Cái này là bánh bèo, hai cái này là bánh bèo, này là bánh ít tròn. Bánh ít tròn, rồi, ok, rồi. Mới vừa ăn xong cái bún riêu. Vậy đây là bánh đúc nè. À, bánh đúc đúng không? Bánh đúc đó. Mình thấy nó thơm mùi bột thôi. Nhưng mà tại vì cái này nó ngon là tại vì cái nước chấm này nó làm ngon nè. Chấm mà. Cái này là bánh này bánh tằm bì. Bánh tằm bì đó. À, nó có nước mắm đó. Ừ, mình phải trộn lên đây nè. Nó có nước dừa nữa mà không có nước. Thực ra á, cái này á giống như cặp bún á, cặp bún thôi. Xong rồi nó bỏ ba cái bì cái mắm này thôi. Cho nên cái này anh cũng ok. Nó thiếu nước cốt dừa. Bình thường là bánh tằm bì là không có nước cốt dừa. Này bánh ít chần đúng không? Rồi. Cái dừa hả? Bây giờ phải chọn đi nước mắm, phải có nước mắm nó ngon đúng không? Nó phải có nước dừa đó hả? Rồi, bây giờ mình chọn nước mắm nè. Này bánh nó trần ngon.
bánh trưng ngon, cà vị nó ngon, nó có đậu xanh hả, tất cả này là món Huế, nó có đậu xanh rất là thơm, rất là ngon, tất cả cả cái món ni là của Huế, bánh thọt, bánh thọt rồi, mình nghĩ thọt mình sợ mà, thọt mình sợ mà đó, rồi, rồi bây giờ này là bánh bánh bèo. Làm đúng bánh bèo luôn á, mùi vị nó là thơm, nó làm thơm. Bánh thọt này thì cần qua nó có ăn tô mình thôi nè, nó ăn tô mình thôi. À, chấm những cái nước này nè. Mày ăn cua với đâu mới ngon? Nó ngon, ngon. Nó giống như là anh có anh nó giống như bánh 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 xèo, anh ấy bánh xèo rồi. Cơm bắn chung, cục bột mà luộc trong lòng. Bánh bèo đó, làm sao? Ngon ha. Cho có tô mì quảng đi con. Bây giờ tôi đây là tô mì quảng nha. Mình chưa giờ mình bé lớn mình chưa ăn mì quảng, bây giờ mình thấy người ta nhiều người ăn mì quảng lắm. Thì mì quảng nó có gì, nó có bánh đa nè, rồi nó có cái gì đây, bánh tôm với thịt. Bây giờ là nhìn thịt là mình nổi hết trời gà đó, mình không ăn. Bây giờ mình ăn cái nước thôi, mình xem coi nó ngon hay không nha. Đó, đây là cái cọc mì, này mì cọc mì quảng phải không, cái vàng vàng như vậy nè các bạn. Rồi rồi, mình nghĩ là cái tô này tô cuối cùng rồi đó, hết review nổi rồi. Bây giờ mình đổ mình đảo lên nha. Đây là lần đầu tiên mà ăn mì quảng á, mình thấy cái nước của nó giống như là hủ tiếu Nam Vang thôi, giống hủ tiếu Nam Vang, cũng thơm thơm, mà mình thấy cũng ngon nha, mình thích á, đầu tiên mà ăn á mình thấy cũng thích, cũng ngon đó các bạn, nó có chả lụa nè. Bây giờ tới phiên cùng thử ký anh mì quảng nè, okay, cũng giống như mình luôn, có chưa ăn bao giờ luôn á. Rồi sao cái vị thế sao? Mắm hả? Không phải. Giống hủ tiếu Nam Vang không? Cũng tương tự giống như mà có mùi đậu phộng ở đây, nó bỏ đậu phộng ở đây. Nó có đậu phộng đó hả? Ờ. Mà anh nó cũng giống như là hủ tiếu Nam Vang phải không? Nhưng mà cái vị của nó vậy, nó hơi nhưng mà nó có nó bùi 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 phải không? Nó có mùi đậu phộng á. Rồi bánh xèo đó nha. À bánh xèo đó, con bí rau. Nước chấm của nó nhìn hấp dẫn quá hả? À. Rồi. Bánh xèo nó giòn vậy đó. Giòn hả? Giòn. Nước mắm ngon không? Nó cay không? Cay. Bây chè đó, chè gì vậy? Bây giờ mình tới miếng tới tráng miệng nè. Cái này là chè đậu trắng nha. Rồi chè ba màu, bây giờ mình thử coi nha. Mình nói ai khen cái này mấy thằng chè ngon nè. Rồi chè đậu trắng này các bạn. Rồi, trời ơi, nhìn thép dẫn này. Gặp ngay mình hậu chè nó mới chết chứ. Chè đậu trắng đó nó có nước cốt dừa đó. Bây giờ mình đảo lên thôi. Rồi. Không ngọt lắm, rất là thơm, bùi, thơm hơn gạo nếp, cái đậu đen á, đậu đen đậu nâu gì đó, rất là bùi. Đậu trắng hả? Ờ đậu trắng nó rất là bùi, rồi nước có nhiều rất thơm. Rồi bây giờ mình thử cái chè ba màu nha, cho mình gì đó, xin sẽ học lù hả? Rồi. Bánh xèo,
nó không có ngọt lắm, nó vừa đủ tới, rất là ngon đó. Rất là ngon. Giờ tới bên cô thư ký ăn bánh đó, chè đậu trắng đó. Sao? Ngon ha. Rồi, bây giờ đây là cái bánh khoai môn này các bạn. Đây. Là giống như cái bánh bánh da lợn gì đó. Nó mềm mềm trên đây nè. Thơm với mực khoai môn nha. Rất là ngon cái này. Rất là ngon. Là bánh khoai môn á. Ngon không? Đây bánh bèo nè. Bánh đã chần hết rồi hả? Hết rồi, bánh nó ngon. Bánh đã chần đó, quá đắt luôn đúng không? Cái này bánh nãy giống bánh nãy mà nó có nước dừa. Bánh bèo, dưới múc nước dừa lên gì phải không? Con lấy chè ở đây. Dạ, đây là chè khoai mì. Chè khoai mì. Đây là chè khoai môn. Chè khoai môn. Đây là chè chơi nước. Rồi chè chơi nước. Cái này là chè táo soạn gì đó. Chè táo soạn hả? Ừ. Rồi ok. Rồi, thank you con. Rồi cháu tôi. Nó mới review mấy này phải lấy cho mình nè. Rồi. Bây giờ mình không biết là mình nói không. Nhưng mình no rồi nha. Rồi, cái này là chè khoai mì nha. Bắt đầu mình nhìn này mình cứ tưởng chè khoai môn mà chè chơi nước không phải chè khoai mì á. Mẹ cho mình nó ngon cái gì luôn á. Ngon, ngon, khoai mì ngon. À, bây giờ tới cô thư ký anh chè khoai mì thì coi. Nó thơm, thơm bùi lắm. Sao? Ngon lắm. Ngon hả? Cho bà ngoại gì đó, bà ngoại làm đó. Bà ngoại làm ha, ngon ha. Bà ngoại làm ngon lắm. Ok, bây giờ đây là chè chua nước nha. Không ngọt lắm ha, rất ngon. Ngon không? Hả? Cái bột của nó mềm lắm. Mềm. Không ngọt lắm phải không? Rồi bây giờ chè chè khoai môn. Có nước dừa nè. Chè môn ngon con ơi. Cảm ơn ngon. Rồi má ơi mình no rồi đó. Mình no rồi mình nè. Khoai môn quá ngon. Rồi chè cuối cùng là chè táo soạn phải không? Ở trong đó có cái gì? Này là chè. Nè. Gì ạ? Thì cái này thì ra cái này gọi chè táo soạn nè. Này là giống như là bột gì? Bắp hả hay là gì? Đậu xanh. Đậu xanh hả? Rồi, chè táo xoàn. Ở nhà của em á là mỗi lần mà má em nấu chè này là hả chứ mấy đứa kia nó gọi là chè cất mũi không ạ? Chè cất mũi hả? Đúng rồi, tại vì giống như cất mũi nè. Bây giờ gọi là chè táo xoàn, ok rồi. Không biết nó gọi là gì nha các bạn, rồi. Cái chè này mình ăn rồi. Má em nấu đó, nhớ không? Cái hộp giống hộp đậu xanh vậy á. Hộp đậu xanh thì đó, hộp đậu xanh. Không. Sao? Ngon bằng bà ngoại không? Ngon bằng hả? Bằng hả? Trời ơi. Bây giờ là cái là bụng mình là chứa ông nội đó. Bún tô mì, bún bò Huế nè. Bún riêu, mì Quảng. Có gì nữa ta? Cháo lòng. Rồi ba bốn dĩa ốc hương. Rồi chè rồi rau. Còn bánh này nè. Bánh này bánh gì vậy con? Bánh khoai mì. Ôi vui, mình rất là no rồi đó. Cắn miếng thử coi. Không ngọt, mấy đây nó làm bánh nó không ngọt. Ngon. Sao? Ngon ha? Cái nạp dừa trong này cũng ngon lắm. Bánh ngọt cho lắm. Nạp dừa vô đây nè. Rồi cuối cùng là bánh da lợn nha. Rồi đó. Bánh nữa đó, rồi. Sao? Ok. Okay má làm con không? Đây rồi đây. Rồi đây là miếng bánh da lợn cuối cùng mình review cho ông cái bữa ăn này nha các bạn. Mình nghĩ là bạn không nổi rồi nha. Rồi đây là bánh da lợn đó. Nó ngon mà nó không mấy gì thơm. Ta làm cái này ta làm phải bỏ vô lá dứa nó thơm lắm mà này nó không mấy gì thơm cho lắm. Không mấy gì thơm cho lắm đúng vậy luôn.
Mình ăn mình chỉ có thơm mùi đậu xanh thôi. Dạ. Và ra không còn cái thơm mùi gì khác. Cũng ok, cái bánh tráng lợn thì ok. Nhưng mà khoai mì này ngon nè. Đây mình nói mình biết cuối cùng rồi mình thấy hơi có đoàn mình không muốn được đi các bạn nó dư. Thôi. Sao mà cái hàng này á, lúc nào cũng đông người mình thấy là rất mình không có ngạc nhiên. Cái thứ hai là giá cả thì là 27 đồng, 27 đồng 50 cent một người á, thật sự ra không mắc, nhưng là đáng đồng tiền các bạn, đáng đồng tiền. Mà nhiều người á, người ta bay từ bang khác, người ta ăn á, xếp hàng khoảng chừng tiếng đồng hồ á các bạn, thật sự vô đây ăn á, nó đáng đồng tiền nha các bạn. Bây giờ là đồ ăn châu Á là Việt Nam mình nó là đúng luôn á, đúng không? Bún mà như là bún riêu, bún bò kho, mì Quảng, rồi cơm gà, rồi như là ngao sò ốc hến, rồi ốc hương, rồi xong rồi khí tế trắng miệng á, toàn ăn chè, các loại đồ chè ba màu, rồi chè chứa nước, rồi chè pha môn, mình nói thiệt luôn á là rất là đáng tiền các bạn, nhà hàng rất là ngon, mình chưa thấy nhà hàng nào á như vậy á các bạn, hai mấy năm rồi, đúng không? Từ xưa đến giờ là mình bé lớn rồi chưa có ăn được cái nhà hàng nào mà buffet mà Việt Nam mình mà ngon như vậy á. Rồi hy vọng video clip này nó hứa cho các bạn nha. Các bạn thích video clip này thì hãy like, subscribe rồi share cái video này cho mọi người biết, để người ta biết coi cái nhà hàng Kim Sơn, buffet Kim Sơn đó, là đây là nhà hàng buffet Việt Nam mà lớn nhất của nước Mỹ này các bạn. Houston ở đâu? Cái này á là Kim Sơn này á thì nó ở thành phố Houston, tiểu bang Texas nha các bạn. Xin thưa chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần tới. Rồi đó. Đám nhà lá mình là như mới ăn xong nó no cứng bụng chưa? No chưa? Hả? À, no cứng bụng chưa? Về no quá gì no luôn rồi. Hả? À. Trong tất cả các đây ăn uống là ai cũng ok nè đây à. Đại ca này là đi là lỗ chết luôn nè. Gấp 2 3 miếng thôi à. Thôi chứ đòi gì ăn nhiều cũng chết rồi. Ăn hết cũng chết. Dạ. Mình là kia mình ráng mình ăn mình review cho các bạn đó. Rồi. Thôi rồi à. Rồi đó, một nhà luôn. Cái này xe thật sự ra mình ngồi thì có từ cô leo lên luôn có xe.